sao phải dùng mạng xã hội phân quyền vai ta? Có nhiều lý do tại sao nên sử dụng mạng xã hội phân quyền vai ta, bao gồm 1. Tạo sự minh bạch và đảm bảo an toàn dữ liệu. Với sự phân quyền, vai ta giúp đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng được bảo vệ an toàn và không bị truy cập bởi các bên không được ủy quyền. Điều này cũng giúp tạo ra sự minh bạch và tin tưởng cho người dùng, vì họ biết rằng thông tin của mình chỉ được chia sẻ với những người mà họ đồng ý. 2. Giảm thiểu sự kiểm soát và quản lý tập trung. Phân quyền cũng giúp giảm thiểu sự kiểm soát và quản lý tập trung, đồng thời tăng tính minh bạch và sự công bằng. Điều này giúp tạo ra một nền tảng trung thực và đáng tin cậy cho tất cả các người dùng. 3. Cải thiện tính bảo mật. Phân quyền giúp ngăn chặn những cuộc tấn công mạng và giảm thiểu sự phụ thuộc vào một số lượng nhỏ các trung tâm dữ liệu lớn. Với sự phân tán của dữ liệu, việc tấn công trở nên khó khăn hơn, đồng thời giúp tăng tính bảo mật và độ tin cậy của nền tảng. 4. Khả năng tùy chỉnh cao. Phân quyền cũng cho phép mạng xã hội phát triển các tính năng và chức năng độc đáo, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của từng người dùng và cộng đồng. Tóm lại, việc sử dụng mạng xã hội phân quyền như Vita mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, bao gồm tính minh bạch, sự công bằng, tính bảo mật và khả năng tùy chỉnh cao.